Mình đã review xúc xích ở cửa hàng tiện lợi rất là nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mình mới thấy cái xúc xích dài như thế này ấy, dài gấp 2 lần rưỡi cái xúc xích bình thường. Bà chủ cửa hàng tiện lợi hôm nay rất là thân thiện rủ bọn mình ăn pizza, thế là mình cũng lấy một cái luôn nè. Mua thêm một gói bánh và một hộp sữa cho em mình mai đi làm sớm nè. Đoạn này là mình cùng bà chủ cửa hàng tiện lợi ngâm cứu xem cái pizza này là nấu trong mấy phút. Thời gian làm chín cái xúc xích này cũng gấp mấy lần cái xúc xích bình thường cơ. Trời ơi, cuối cùng thì cũng đã đến giờ ăn rồi mọi người ạ. Một chiếc pizza nhìn full topping thì thôi chỉ nó bé xíu xiu à. Lâu lắm rồi lại mới có cảm giác ngồi tại cửa hàng tiện lợi để ăn pizza nhở. Một chiếc pizza thập cẩm cho đêm mùa đông quá tiệt. Mình cũng biết là đăng cái miếng này lên rồi này ác lắm ý. Nhưng mà sự thật là nó ngon thật đấy. Lêu lêu. Nhân lúc xúc xích còn nóng hổi thì phải ăn ngay, tại vì đây là xúc xích nhân phô mai mà. Cắn một miếng là thấy phô mai chảy ra trong miệng. Nhưng xúc xích này hơi mặn nha. Đáng lẽ cái chai sữa bạc hà này là để cho em mình mai nó uống đi làm, nhưng vì quá tò mò mình đã phải mở ra uống luôn vào ngay. Mọi người cứ nghĩ là mình tham ăn tục uống đúng không? Nhưng chính ra là mình đã cứu em mình một mạng đấy. Tại vì vị của cái chai sữa bạc hà này nó lạ lắm ấy, chắc chắn là em mình sẽ không uống được.